Tiếp theo chúng ta sẽ vào cái danh mục tài khoản ngân hàng các bạn nhé. Ở đây chúng tôi đã nói rõ cho các bạn rồi ở cái phần khai báo hệ thống tài khoản. Trong cái hệ thống tài khoản này các bạn lưu ý là cái tài khoản 112 này bạn không mở cho từng ngân hàng nhé. Bạn lưu ý không được mở, tôi nhắc lại cho các bạn là không mở tài khoản theo từng ngân hàng. Và chúng ta theo dõi tài khoản ngân hàng theo hình thức này. Các bạn khi các bạn hạch toán liên quan đến tài khoản 112, nó sẽ hỏi các bạn là ví dụ các bạn nộp tiền vào tài khoản ngân hàng thì nó sẽ hỏi các bạn nộp vào tài khoản nào. Sau đấy chúng ta sẽ có những cái sổ như cái sao kê ngân hàng rất là dễ sử dụng. Chúng ta chọn thêm mới để có thể thêm. Các bạn đánh số tài khoản, chọn ngân hàng vào là xong. Ok các bạn nhé.